Hello, Cabo Nguyễn Audio xin kính chào tất cả quý vị và anh em. Hôm nay em làm clip giới thiệu đến quý vị lô hàng vừa về Amlibo dòng Model 4702 gồm 3 series, series 1, series 2 và series 3. Kèm theo đó em có về thêm một số lọc của Mỹ xuất cho thị trường Mỹ xài dòng điện 120V. Và sau đây em xin giới thiệu chi tiết đến sản phẩm vừa mới về. Em giới thiệu trước quý vị là lô lọc trước ha. Trên cùng là con ADC có mã model SS100SL. Con thứ hai là Optimus có mã model 2030. Con thứ ba là con audio sột có mã model EW14. Và kế đến là cái con cuối cùng là Yamaha EW500. Đó là bốn con lọc EW. Và em cũng xin giới thiệu ở trên cùng là con lọc ADC, một trong những thương hiệu của Mỹ. Tất cả bốn con EW này đều sử dụng dòng điện 120V xuất cho thị trường Mỹ. Và cái con ở dưới cùng là con đặc biệt là con Yamaha có mã model EW500 sử dụng đa dòng điện tự chọn. Tại sao em giải thích là đa dòng điện tự chọn? Vì ở đằng sau nó có cái nút gạt, có cái nút gạt chọn dòng điện. Nó có đa dòng điện vì nó có 4 dòng, 100, 120, 220, 230. Thì chúng ta dùng dòng điện nào thì chúng ta gạt qua dòng điện đó. Rồi, và giá thì em cũng báo sơ lược như thế này để anh em nắm ha. Con ADC có cái giá tình trạng, bây giờ em nói tình trạng trước là ADC, Optimus và Audio Sột. Cuối cùng là con Yamaha, thì bốn con trong tình trạng hoàn hảo, zin. Tất cả bốn con này đều có đèn nước, đèn nhảy. Đèn cần thì có ADC, có Audio Sột và Yamaha. Riêng con Optimus thì nó không có đèn cần. Đó anh em nhé. Riêng con Optimus là không có đèn cần, chỉ có đèn nước thôi, là con thứ hai. Đó là cái con này nha anh em. Con này là con Optimus nè. Đó. Thì hàng về thì trong tình trạng là nguyên zin, lau chùi và lên hình gửi đến anh em, để anh em lựa chọn những model trong cái tiêu chí mà anh em đang tìm. Thứ nhất là em báo giá đến tất cả anh em là cái con ADC ở trên cùng có cái giá là chưa bao gồm phí ship nha anh em. Giá chưa bao gồm phí ship. Thôi thì bây giờ đi, hôm nay em sẽ cho cái giá mà đã có bao gồm phí ship. Anh em khỏi lăng tăng thêm tiền ship. Thì con này nó mấy con lọc này nó cũng nhẹ. Em bao ship luôn, giá đã bao gồm phí ship. Con ADC ở trên cùng là SS 100SL có cái giá 5 triệu đã bao gồm phí ship. Đó. Con Optimus là con thứ hai thì có cái giá là 4 triệu rưỡi đã bao gồm phí ship. Kế đến là con Audio Sột có cái giá 6 triệu rưỡi đã bao gồm phí ship, và con Yamaha đồng giá. Con Yamaha EW500 và con Audio Sột là hai con phía dưới. Con thứ từ dưới đếm lên là con Yamaha và con Audio Sột đồng giá 6 triệu rưỡi đã bao gồm phí ship. Con Optimus 4 triệu rưỡi và con ADC 5 triệu đã bao gồm phí ship. Anh em nào giao dịch nhanh chóng, gọn lẹ, thành công và giao dịch nhanh, gọi điện cho em. Chúng ta có thể có những cái giá tốt hơn. Anh em liên hệ trực tiếp nhé, qua số điện thoại 090-782-7899. Địa chỉ giao dịch trực tiếp của em tại 290 Lý Thái Tổ, phường 1, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, sau đây em giới thiệu đến quý vị và các bạn lô âm ly. Mã model 4702 có 3 series. Và sau đây em sẽ lột tả nội thất bên trong của 3 series để anh em nắm bắt được cái tình trạng cũng như là sự khác biệt giữa các series. Nó có cái gì mạnh, có cái gì yếu, có cái gì ưu điểm, có cái gì nhược điểm. Anh em chờ em trong giây lát. Rồi, thưa anh em, sau khi em tháo ba con âm ly
dòng sản phẩm Bo 4702. Em xin giới thiệu phần ruột gan của 3 series để anh em nắm bắt được tình trạng cũng như là tìm hiểu về thiết kế bên trong của 3 series nó có cái gì khác nhau. Rồi, bây giờ chúng ta đi vào series đầu tiên nha. Đó, để em kê cho nó. Đây. Mấy cái này một tay làm. Ôi khó. Rồi. Bây giờ em giới thiệu nha. Đây là 4702 đầu tiên. Là 4702 series 1 đó. Em dùng từ series 1 để anh em nắm bắt được ha. Và kế bên là 4702 series 2. Đó. Về tổng thể nhìn từ trên xuống thì anh em thấy rằng là nó gần như giống nhau. Đúng không? Đó. Và sự khác nhau nó nằm ở đâu? Sự khác nhau là chúng ta thấy ở đây nó có một cái cọng dây xanh. Đó là phiên bản đầu tiên. Và phiên bản thứ hai thì nó không có cái sợi dây xanh. Đó, quý vị thấy ha. Tất cả các dòng sản phẩm Bo 4702 nó chỉ có một kiểu thiết kế thôi. Có nghĩa là series 1, series 2, series 3. Thì tất cả series 1, tất cả series 2 và tất cả series 3 đều có những thiết kế của series nào thì giống của series đấy. Chứ không có series 2 có nhiều phiên bản, không có đâu anh em. Tất cả những series đều giống nhau hết nha. Đó, có nghĩa là đời 1 thì tất cả các đời 1 đều giống nhau. Đời 2, tất cả đời 2 giống nhau. Đó, cho nên là không có cái chuyện là đời 2 cũng có những cái có cái sự khác nhau. Đời 2 thì toàn bộ giống nhau và đời 1 cũng vậy, đời 3 cũng vậy. Rồi, bây giờ là đây là series 3. Rồi, anh em thấy ha. 3 series thì anh em thấy rằng là series 1 là nguồn tăng phô nồi ha, vuông. Series 2 cũng tăng phô nồi vuông và series 3 thì là nó không có cái chụp. Thực ra thì ở dưới hai cái biến thế này nó cũng là cái biến thế này thôi, nhưng nó làm cái chụp. Đó, nó làm cái chụp đậy lại. Đó anh em nhé. Nó là cái chụp đậy lại nhìn cho nó vẻ nó gọn gàng sạch sẽ hơn. Còn cái đời series 3 này thì nó lại lược giãn đi. Đó. Nó lược giãn đi, nó không có làm những cái chụp như vậy. Đây. Em chích dẫn cho quý vị thấy ha. Ở đây nó có một cái nắp đậy, phía dưới này nó có một bản mạch. Ở đây nó có nắp chụp tăng phô và ở đây nó có một cái nắp chụp bản mạch. Đó, đó là đời series 1 và đời series 2 là giống nhau. Ở đây cũng có nút chụp cái nắp chụp bản mạch. Ở đây cũng có. Và cái tăng phô cũng có. Có nghĩa là đời series 1 và đời series 2 nó khác nhau về hệ thống sò. Con này thì chạy 8 con vuông. Đó, Sanken. Còn con này thì chạy 8 con Toshiba. Đó. Con này, con đời đầu tiên này thì là 175W công suất tiêu thụ điện. Con này thì công suất tiêu thụ điện là 270W. 270W, 275W. Và con 2, con 4702 series 3 thì tiêu thụ điện là 245W. Đó anh em nha. Có nghĩa là 3 con có 3 mức tiêu thụ điện khác nhau. Và thiết kế cũng có những cái gần giống nhau. Riêng cái đời series 3 chúng ta thấy nó trần trụi vì nó lược giãn cái phần thiết kế bên trong. Ở đây thay vì nó có cái nắp chụp thì nó bỏ cái nắp chụp ra. Ở đây thay vì nó có một cái nắp đậy như thế này thì nó bỏ cái nắp đậy bản mạch này ra. Và ở đằng sau này nó không có cái nắp đậy. Đó, ở đây nó có cái nắp đậy nè. Đó. Đời series 1 nè, đời series 2 nè. Đó, đời series 1, đời series 2 đều có những cái thiết kế bên trong giống nhau, nhưng riêng đời series 3 thì nó lại lược giãn đi ha. Nó không có nắp chụp này, nó không có nắp chụp này và nó không có nắp chụp ở đây. Có nghĩa là có 3 cái nắp chụp thì ở đây nó không có. Đó là về cái phần mà gọi là phần ngoại thất. Theo phần nội thất. Rồi, ở đây anh em thấy ha. Anh em thấy ở đây nó có một cái mạch hàng những chân tụ ở đây. Thì ở cái đời này, ở cái đời series 3 này, thay vì nó chụp lên đây thì nó quay ngang như thế này. Vì sao?
vì cái nắp chụp ở đây nó không có, thì chỗ này nó rộng ra và nó chuyển cái mạch này từ chụp bên đây nó chuyển qua đây. Đó, đó là cái phần mà thiết kế cái phần bên trong, nó có những cái sự khác nhau. Và anh em cũng thấy rằng là tình trạng bên trong là đã vệ sinh sạch sẽ, anh em thấy ruột gan là rất là đẹp, tất cả là zin, hoạt động tốt, máy đạt trên 85% về độ đẹp. Đó, thì ở đây em về được 6 con, thì trong đó mỗi series em có 2 model, 2 con, series 1 2 con, series 2 2 con và series 3 2 con, và giá là trên 7 triệu và dưới 9 triệu. Anh em muốn biết chi tiết về của mỗi series về giá, anh em hãy liên hệ trực tiếp với Cao Bờ Nguyễn qua số điện thoại 090 782 7899, địa chỉ giao dịch trực tiếp của em tại 290 Lý Thái Tổ, phường 1, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Giá của em là trên 7 triệu và dưới 9 triệu. Cụ thể anh em hãy gọi liên hệ trực tiếp để chúng ta có những cái giá cụ thể nha anh em. Đó, anh em về giá anh em cũng nắm được chi tiết rồi ha. Trên 7 triệu và dưới 9 triệu. Còn cụ thể anh em hãy gọi điện cho em. Về tình trạng, tất cả các máy của em đều hoạt động tốt và trong tình trạng còn nguyên bản, zin, sò tụ tăng phô, tất cả mọi thứ linh kiện là đều ok. Đó, thì có những con giá nó sẽ nhỉnh hơn, ví dụ như đồng series, ví dụ như đồng series có những con nó nhỉnh hơn vì độ đẹp bên trong nó đẹp hơn. Đó, anh em cụ thể giá thì nó có nhiều mức giá, vì ở đây em có 6 con có nhiều mức giá khác nhau. Anh em liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hoặc Zalo của em có số Zalo là 090 782 7899. Đó, anh em coi nha, đây là con series 2 nè. Đó, đẹp long lanh. Và đây là con series 1 nè, đẹp long lanh. Rồi đây là con series 3. À, con series 3 này thì cái nguồn biến thế nó có hai loại. Một là nguồn biến thế tráng một lớp lớp dầu thông. Thì đây là cái lớp dầu thông nha anh em, chứ nó không có bị rỉ nha. Ở đây là nó nhúng một lớp dầu thông, cho nên là anh em cảm giác thấy là nó giống như cái màu rỉ sét, nhưng thực chất đây là một cái lớp màu thông. À, cái thông đó, nó nhúng vào để nó chống cái độ rỉ sét. À, về tình trạng máy móc thì anh em cũng thấy rồi ha, hình thức là máy còn đẹp nha anh em, nội thất ngoại thất là còn đẹp trên 85%, có những con đẹp gần như là xuất sắc. Đó, thì giá thì em cũng báo cho anh em biết là trên 7 triệu và dưới 9 triệu. Còn cụ thể anh em hãy liên hệ với em qua số điện thoại 090 782 7899, địa chỉ giao dịch trực tiếp của em tại 290 Lý Thái Tổ, phường 1, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Và đặc biệt là em có đủ 3 series, anh em muốn series nào em cũng có nha. Đó. Và mỗi một series thì nó có một cái chút xíu khác biệt, một tí xíu. Đó, thì trong nhiều clip em bán và giao dịch thành công với tất cả các vị khách thì em cũng đã lột tả series 1 thì như thế nào, series 2 thì như thế nào và series 3 thì như thế nào. Thì em cũng xin nhắc lại một tí xíu. Cái đời series 1 này thì đây là cái sợi dây xanh. Cái sợi dây xanh này là để nó chuyển cái công năng EQ chỉnh để đánh bô 301 hoặc là đánh 101. Và đánh được 2 kênh, 3 kênh, 4 kênh. Có nghĩa là nó tùy biến, chúng ta có thể chơi 2 loa dồn công suất, hoặc là chơi 3 loa, 2 lai và 1 sub, hoặc là đánh 4 kênh. Đó anh em nhé, đó là điều đặc biệt ở cái đời series 1. Cái đời series 2 thì nó cải biên là đánh 2 kênh hoặc 4 kênh dồn công suất, có nghĩa là đánh 2 kênh độc lập hoặc là 4 kênh. Đó. Cái đời series 2 này em xin nhắc lại là công suất tiêu thụ điện lớn nhất là 275W và có công năng đánh được 2 kênh và 4 kênh. Đó. Có nghĩa là 2 kênh đánh kiểu BTL là đánh dồn công suất, có nghĩa là nó chỉ đánh 2 kênh thôi. Đó, còn nếu mà đánh chia đều công suất là đánh được 4 kênh. Còn riêng đời series 3, đời series 3 thì nó cũng vậy thôi. Đời series 3 thì nó cũng đánh 2 kênh và đánh 4 kênh dồn công suất, có nghĩa là đánh 2 kênh dồn công suất và đánh 4 kênh chia đều. Nhưng điểm đặc biệt ở cái đời series 3 này, người ta cải biên, người ta có tích hợp một cái đường EQ để chúng ta đánh bô 901. Đó là điểm đặc biệt và nổi trội của dòng series 3. Dòng series 3 nó có tích hợp một cái cổng kết nối với
Actibo đời 901 để chúng ta kết nối vào đây để chúng ta đánh những cặp loa Bo 901. Đó, đó là điều khác biệt nha anh em. Và em xin thưa lại quý vị là giá của ba model này từ 7 triệu đến 9 triệu tùy thuộc vào mức độ và tình trạng. Đó. Và em cũng nói sơ giá để anh em nắm ha, vì ở đây em có 6 con lận, có những cái giá khác nhau và tình trạng khác nhau. Đó. Và về EQ thì em xin báo giá lại một chút xíu là con ADC này là giá 5 triệu đã bao gồm phí ship. Con Optimus này 4 triệu rưỡi đã bao gồm phí ship. Và hai con dưới này là audio sột. Model là 14, đó, model 14. Và con Yamaha EQ500. Hai con này đồng giá 6 triệu rưỡi đã bao gồm phí ship. Anh em nào muốn giá tốt hơn thì cứ gọi điện trực tiếp ép giá, muốn trả giá bao nhiêu em cảm thấy hợp lý em bán. Đó, còn giá sơ bộ em báo trên này ha. Giá con này 5 triệu đã bao gồm phí ship, con này 4 triệu rưỡi bao gồm phí ship. Và hai con dưới đồng giá là 6 triệu rưỡi đã bao gồm phí ship. Còn âm Libo thì là từ trên 7 triệu cho đến dưới 9 triệu. Còn cụ thể anh em gọi điện cho em nha. Về tình trạng tất cả các máy trong clip này quay là đều trong tình trạng zin nguyên bản. Và tình trạng bên ngoài cũng như lục rang thì em cũng đã lột tả cho anh em nhìn thấy là máy trong tình trạng là đẹp trên 85%. Tất nhiên hàng cũ chúng ta cũng không nên đòi hỏi là trong tình trạng như thùng xốp. Tất nhiên là trong quá trình sử dụng ở cái người bản xứ thì người ta cũng có những cái vết xước, vết chày nhưng chúng ta có thể chấp nhận được. Máy trong tình trạng zin nguyên bản và hoạt động tốt. Giá thì em cũng đã báo rồi. Anh em có nhu cầu liên hệ trực tiếp nhé. Cảm ơn, thank you. Chúc tất cả quý vị và anh em thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui, thành công trong cuộc sống. Thank you, bye bye.